Đó đã được truyền đến từ vị trí của quân Kevlay. Khá nguy hiểm. Mà như vậy thì với tình huống bóng vừa rồi cũng là bàn thắng cũng đã mang về dành cho các đội bên phía thể thao Hội Miền Tây. Một bàn thắng rất đẹp, bắt bóng gầm vào góc xa của khung cầu. Bàn thắng rất sớm cho trận cầu vô hồ này. Và những nguy hiểm cũng đã được tạo ra. Và giờ đây thì đường chuyền cho Khang dành cho Bá Ngã. Và lần này thì đến là Quang Nam. Quang Nam đã lập công để mang về bàn thắng thứ hai dành cho các cầu thủ bên phía thể thao Hội Miền Tây. Đó. Hai đá bóng trong tình huống này, cơ hội 3-0 dành cho thể thao Hội Miền Tây. Những bàn thắng đang được đến liên tiếp dành cho các cầu thủ đó. Bây giờ đây thì người lập công trong quả bóng vừa rồi đó chính là cầu thủ mang áo số 13. Và nhắc lại thì cầu thủ này vẫn chưa được cập nhật thông tin danh sách đăng ký cho chúng tôi. Rất hay, Tiến Lê vẫn là tốc độ của Tiến Lê, một lần rất chó con nhưng anh rất dễ đại cơ hội. Sau bao những pha phối hợp thì giờ đây các cầu thủ bên phía Tâm Linh Hội cũng có bàn thắng tiếp theo để rút ngắn tỷ số xuống lại còn 2-3. Và đó là bàn thắng đến từ vị trí của cầu thủ mang áo số 21, Phi Dép đã làm công và mang về bàn thắng tiếp theo dành cho các cầu thủ Tâm Linh Hội. Và chắc rằng các thủ bên phía thể thao Hội Miền Tây họ cũng sẽ phải thay thế những nhân sự mới được tung vào sân. Với pha bóng vừa rồi thì đồng đội của anh đã chuộc vào trở lại. Và pha bóng hơi sơ đừng đến từ vị trí của Quân Bình để bóng dành cho thể thao Hội Miền Tây. Những pha xử lý của cầu thủ trang số 6, cơ hội Quân Bình là người đã lao công sau khi được tung vào sân không bao lâu. Thì giờ đây thì Quân Bình cũng đã điện tên mình lên bảng điện tử và tỷ số sẽ là 4-2 dành cho thể thao Hội Miền Tây. Cách biệt hai bàn thắng đã được tái lập trở lại dành cho các cầu thủ đó. Rất nhiều những cái tên đã được xuất hiện, không cũng đã có một tình huống băng vào để đêm cộng hai. Những tiếc tay với pha bóng vừa rồi thì Yurio Beto là người đã thực hiện một rút, có lẽ đó là một pha bóng đã cho khá nhanh. Vì trước giờ trận cầu giao hữu chúng ta diễn ra thì cũng đã đổ một cơn mưa nhẹ. Bây giờ đây thì mặt sân cũng đã khô thoáng, cũng đang ủng hộ cho cả hai đội bóng trong trận cầu giao hữu đây. Áo đỏ họ lại là những người đã thu hồi bóng trở lại. Cơ hội là bóng dành cho thể thao Hội Miền Tây. Cơ hội Hitchcock là người đã lập công trong pha bóng vừa rồi và cũng giúp cho thể thao Hội Miền Tây vươn lên cách biệt về mặt tỷ số là 5-2.
5-2 anh thể thao Hội Mỹ Tây cũng đã chơi rất chủ động và tập trung với những tình huống giáp bóng. Như vậy thì cũng đã có bàn thắng tiếp theo mang về dành cho các cầu thủ bên phía Tâm Linh Hội. Không bao lâu thì các cầu thủ Hồng cũng đã mang về bàn thắng thứ ba để cũng gắn tỷ số xuống lại còn 3-5. Và đó là bàn thắng đến từ vị trí của Sang Nhóc, xuất phát từ một tình huống đá phạt góc, một quả bóng rất đẹp mắt và xuất phát bóng đã găm thẳng vào, nó đi rất cuồng khiến cho thủ thành Hưng VH Sport không thể cản phá trong pha bóng vừa rồi của các thủ đó. Lúc này chính là vị trí của Vũ Lộc. Nhất đêm lại là pha ra chân mang về bàn thắng tiếp theo dành cho các cầu thủ bên phía thể thao miền Tây. Đó là bàn thắng của cầu thủ Minh Chảo số 81. 6-3. Và như vậy thì bàn thắng vừa rồi và lập công cầu thủ mà tạo dùng 81 và cầu thủ này vẫn chưa có tên trong danh sách đăng ký, vẫn là đang những sự quan sát tìm kiếm đồng đội và thực hiện đường chuyền. Bác một pha ra chân bóng đã đi bót xa, vẫn là những cơ hội đang được mở ra tiếp theo dành cho các cầu thủ đó. Nhưng giờ đây thì họ vẫn chưa thể có những trò chân câu dự hữu đây. Cơ hội đây rồi, bác á, bàn thắng thứ 7 và lập công của Baga. Những pha bóng mà Baga đã có những tình huống solo và đã thu hồi bóng trở lại với những pha tranh chấp với một tình huống đối mặt với thủ thành Bé Tùng Dĩ An, với một pha dứt điểm bóng đã đi vào chắc góc về không cầu và đang tỷ số lên 3-3 cho trận cầu này. Những bàn thắng đạt được các cầu thủ đội bóng này. Ngược lại thể thao miền Tây thì họ có đến hai thủ thành. Cơ hội bàn thắng tiếp theo dành cho Tâm Linh Hội, tỷ số được rút ngắn xuống lại còn 4-7. Đó là bàn thắng đến từ cầu thủ Mỹ Giáo số 75. Và đây là chính là vị trí của Nguyên Quỳnh Thị Bài với trong danh sách đăng ký. Cầu thủ Mỹ Giáo số 10 chính là Quang Liếp Râu, và số 75 thì chính là Nguyên Quỳnh. Nhưng không biết phải là Nguyên Quỳnh là mang về bàn thắng tiếp theo để giúp cho Tâm Linh Hội. Di Đô Bé Tô, một đường chuyền rất hay của Di Đô Bé Tô. Cơ hội một tình huống cản phá, nhưng với pha bóng vừa rồi thì cũng đã là bàn thắng thứ 5 để mang về dành cho Tâm Linh Hội FC. Pha lập công của Tiến Lê, một cú sút mặc dù thủ thành Nguyễn Tiến Văn đã anh cũng đã có một pha chạm bóng vào thầy, nhưng tiếc thầy đường bóng đã đi hơi cong và đi thẳng vào lưới và giúp cho các cầu thủ Hồng để hồi miền Tây, đặc biệt là cầu thủ mang trả số 81 đã có những lần điền tên mình lên bảng đi tử. Và như vậy thì bàn thắng thứ 6 cũng đã đến dành cho các cầu thủ bên phía Tâm Linh Hội, và đó là bàn thắng của cầu thủ mang trả số 9 Đoàn Đủ Đợn. Và giờ đây thì Đoàn Đủ Đợn anh có thể điền tên mình lên bảng đi tử rồi. Tỷ số được rút ngắn xuống lại còn 6-7, cách biệt chỉ còn lại duy nhất một bàn nữa mà thôi. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi những sự nỗ lực tiếp theo nữa của Tâm Linh Hội FC. Đường chuyền của Giro Beto, đường bóng dài đến phía trên khu vực tuyến giữa, nhả bóng trở lại, tỷ số không bao. Như vậy thì cũng đã có bàn thắng thứ 7 rồi. Không ai khác, đó là pha lập công đến từ vị trí của Tiến Lê. Công rất lớn dành cho cầu thủ với giá số 47. Và giờ đây ở phút thi đấu thứ 25 thì trận cầu của chúng ta đã quay trở lại với bàn xuất phát với tỷ số là 7-7. Bàn thắng rất lớn, có thể nói là Tiến Lê đã làm công lớn cho trận cầu hôm nay các bạn, để đưa ra một pha dứt điểm này. Một pha chạy bóng và cầu thủ bật cao đánh đầu của đã mang về bàn thắng tiếp theo dành cho các cầu thủ bên phía Tâm Linh Hội.
Và đó là bàn thắng đến từ vị trí của Phi Dép Bokurov dành cho cầu thủ mang áo số 21 với chiều cao của mình. Một pha bóng và đồng đội đã có một pha kiến tạo với một pha đường chuyền của Phạm Nam. Vẫn là Phạm Nam rất tốt. Những pha phối hợp hay của các cầu thủ đó, cơ hội bóng vẫn chưa thể đi vào lưới. Với pha bóng vừa rồi thì cũng đã chạm vào cột dọc và bật ngược trở ra. Và bóng xuống không thành công. Phản công dành cho Tam Linh Hồi. Một thủ đường xử lý bóng đến từ vị trí của Phú Siro. Vẫn là Phú Siro. Và chạy bóng chơi. Không vào. Lại là một thủ đường bóng đã chạp vào không dọc và bất cứ trở ra được. Tay bởi vào bóng vừa rồi đã bật vào hàng rào của Tâm Linh Hồi và bật cửa chết ra. Phú Siro được chuyền rất tốt của Phú Siro. Bóng vẫn đang ở khu vực đáy biên. Rất nỗ lực. Cơ hội vẫn chưa phải là một pha dứt điểm. Và như vậy thì lần này cũng là lưới cũng đã đi thẳng vào lưới. Với pha lập công vừa rồi đó chính là của cầu thủ mang áo số 16 thắng thế thao dây. Chín bảy cho trận cầu này. Mà các cầu thủ bên phía Tâm Linh Hồi, ba gà vẫn là ba gà. Quân Bình lại là pha dứt điểm của Quân Bình và lần này thì bóng đã đi thẳng vào lưới. Một cú đúp dành cho cầu thủ mang áo số 77. Và chúng ta cũng xin nhắc lại thời gian vẫn còn để cho thể thao bị tay tìm kiếm bàn thắng tiếp theo để Quân Bình tỷ số và có thể rút ngắn tỷ số để đưa trận cầu quay trở lại với bàn xuất phát. Tỷ số bây giờ đang là 8-9. Đúng là một trận cầu giao hữu với một cơn mưa bàn thắng. Thanh Vy sẽ là người được thay thế trở lại trong đội, sẽ được thay thế và một tên rất mới sẽ được quay trở lại trong đội hình của thể thao miền Tây. Dứt điểm ngay. Một thủ cửa lòng rất đẹp mắt của Bò Vũ Bình. Công số của thằng chưa được bao lâu thì Bò Vũ Bình cũng đã điền tên mình lên bảng điện tử. Và tỷ số đang lúc này đang là hiện là 18. Và cũng xin chúc mừng các cầu thủ bên phía Tâm Linh Hồi với một bàn lội ngược dòng thành công để chiến thắng trước các thủ bên phía thể thao miền Tây với tỷ số là 18. Và như vậy thì chiếc cúp và những huy chương được dành cho các cầu thủ của cả hai bên. Và đặc biệt là chiếc cúp trong buổi chiều buổi tối ngày hôm nay sẽ thuộc về cho câu lạc bộ Tâm Linh Hồi. Và sau đây chúng ta sẽ cùng tiến tới buổi lễ trao giải cho cả hai câu lạc bộ của chúng ta. Đây cũng như là một trận chung kết mà cả hai đội bóng đã hẹn với nhau tạo ra một sân chơi như thế này.